vậnmayshop.com, shop app Free Fire Liên Quân giá rẻ. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Skill. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em cái shop app Free Fire Liên Quân giá rẻ vậnmayshop.com. Hiện tại thì cái shop này nó đang có cái mục thử vận may Free Fire 50k. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ vào và mua thử coi. Ngoài ra thì cái shop này nó còn bán cả app Ngọc Rồng này, PUBG Mobile này, cũng như là Liên Quân nữa nha mọi người. Đây, và trước hết là chúng ta sẽ vào mục đăng nhập cái đã. Ok, trong tài khoản của mình hiện tại là đang có 50.000 đồng. Đây, và bây giờ thì mình sẽ thử vận may Free Fire 50k chơi luôn cho nó nóng anh em ạ. Và đây, bây giờ thì mình sẽ kéo xuống phía dưới cái nào. Đó, ở đây thì nó có khá là nhiều những cái ác. Phải nói là cực kỳ là nhiều ác cho anh em thử vào mua nha. Đó, rất là nhiều luôn nha anh em ơi. Mình sẽ kéo lên trên, chọn đại một cái nick đi. Đây, cái nick đầu tiên luôn, mua luôn nhỉ mọi người. Uầy, đã mua thành công. Ác thì không thấy đâu mà lại thấy là chúc mừng bạn đã nhận được thẻ cào Garena 500k anh em ạ. Uầy, có luôn mã thẻ với lại Seri luôn này anh em ơi. Quá ngon luôn. Đã thật nhỉ mọi người. Tự nhiên là mất có 50k lại nhận được cả thẻ cào Garena 500k. Cái này là một lời 10 rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào nạp thẻ.en và nạp kim cương thôi nha anh em. Chọn tựa game Free Fire này, mình sẽ đăng nhập bằng Facebook này. Ok, đã xong rồi nhá. Chọn cái mục là thẻ Garena, nhập mã thẻ vào luôn. Ok, và xác nhận này. Úi dồi ôi, có ngay 3050 kim cương, quá đã phải không mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào game để kiểm tra coi nào. Uầy, có skin súng mới Ska huyết nguyện anh em ạ, tí nữa mình sẽ mua luôn. Ok, tắt mấy cái thông báo đi nào. Và đây thì mình đang có là 3052 kim cương. Bây giờ thì mình sẽ mua skin súng đầu tiên luôn anh em ơi. Đây anh em ơi, mua luôn nhỉ, sao phải ngại. Mua một cái skin súng này có là 60 kim cương. Mình sẽ thử vận may coi nào. Uầy, như vậy là mình đã có skin Ska huyết nguyệt trong 24 giờ. Mua thế thôi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ để tiền để quay ở trong cái vòng quay chế tác luôn nhá. Đó, còn lại là 2992 kim cương này. Đây anh em ơi, hiện tại thì mình đã sở hữu được hai cái bộ trang phục. Đó là cái bộ trang phục Hỏa Vương với lại bộ trang phục Tuyết Nhi này mọi người ơi. Đây, mục tiêu của mình đây, hôm nay là sẽ kiếm thêm hai cái bộ trang phục nữa. Đó, rất là đẹp luôn phải không anh em ơi. Đây ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào quay luôn để thử vận may anh em ơi. Quay vé 5 lần luôn này. Hãy cùng chờ đợi nào mọi người. Ui, ui, toàn là răm ba cái đồ sida thôi nha em ơi. Và bây giờ thì mình sẽ mở tiếp 5 lần nữa luôn mọi người ơi. Chơi luôn nhỉ, xem là trúng gì không nào. Ok, có một bản thiết kế này. À, như vậy là mình đã trúng được hai bản thiết kế quỷ vương rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay vé 1 thôi nha em ơi. Quay vé 1 thôi cho nó đỡ tiếc. Ấy, có mỗi 800 vàng, chán thế nhỉ. Uầy, và đây thì mình sẽ tiếp tục là quay vé một lần thôi nha em ơi. Cùng chờ đợi nào. Ui trời ơi, đây anh em ơi, mở vé quay 5 lần luôn. Uầy, chúng ta hãy cùng xem nào. Mình xem là có chúng đá chế tác không nào. Ơi anh em ơi, vẫn không trúng này. Cay nhỉ. Uầy ok, vậy là mình đã được một đá chế tác nha. Lại thêm một bản thiết kế này. Ok, quá ngon. Mở 5 lần nữa và thử coi nào anh em ơi. Mình hiện tại đang còn là 1972 kim cương cơ. Rất là nhiều kim cương, nên là chúng ta sẽ mở thoải mái luôn. Nào, cùng chờ đợi nào mọi người. Quan trọng là mình muốn có được đá chế tác cơ. Chứ còn là bản thiết kế thì mình đã có được 3 bản thiết kế rồi.
Anh em ơi, đá chế tác nào? Đá chế tác nào? Ok. Ok, ui, ngon. Vậy là mình đã có được 3 đá chế tác rồi nha. Quá đã phải không mọi người? Đó, tất cả có 3 đá chế tác này, với lại 3 bản thiết kế này. Đây ok, đây là gói Thánh Vương thì cần 7 đá quý, với lại thì 3 bản chế tác à? Đây. Hình như là bây giờ thì mình chỉ đổ được mỗi cái bộ trang phục Hàn Vương thôi nha mọi người. Đổ luôn nhỉ anh em. Yeah, như vậy là mình đã sở hữu được cái bộ trang phục Hàn Vương rồi nha mọi người. Chất chơi người rơi quá nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng quay để sở hữu được một trong những cái gói còn lại, như kiểu là gói Hồng Nhan này, Thánh Nữ này, hoặc là Thánh Vương này anh em ơi. Tiếp tục quay nữa nào anh em ơi. Quay luôn và sắp phải ngại. Đó, vé quay một lần này. Ui, trời ơi, chúng được mỗi cái huy hiệu thôi. Ok, lại có thể được một bản thiết kế này. Cái mình cần là đá quý cơ mà. Chứ còn là bản thiết kế thì mình đã có được 3 bản thiết kế rồi nha. Ây, vẫn chưa quay thêm được đá quý anh em ơi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi nào. Ok, thêm được một đá quý này. Đá quý em ơi. Úi dồi ôi, chúng được có mỗi một cái đá chế tác mà thôi anh em ơi. Ở đây thì cái bộ trang phục mà mình muốn đổi đó là bộ trang phục gói Hồng Nhan. Cần có 5 đá quý cơ, lại 2 bản chế tác. Thì mình còn thiếu là 4 đá quý nữa cơ. Cố gắng quay nào mọi người. Kiếm được 4 đá quý là chúng ta lại có được cái bộ trang phục Hồng Nhan rồi anh em ơi. Ui, không có đá quý. Tiếp tục quay nào. Anh em ơi, công nhận là quay cái này kim cương nó hao thật. Lúc nãy là mình có 3.000 mà bây giờ chỉ còn lại có 952 kim cương. Toàn là trúng 3 cái đồ không đâu không à. Bây giờ tôi cần đá quý cơ mà. Tôi đâu có cần trúng với quay kim cương. Úi dồi ôi, lại trúng vàng đã cay thật anh em ơi. Đá quý của tôi đâu rồi? Đậu xanh. Lại có thêm được một bản thiết kế nữa. À đâu, có tận 2 bản thiết kế rồi anh em ơi. Như vậy là mình đã có là 5 bản thiết kế. Tôi cần đá quý cơ. Ok, đã có được đá quý thứ hai. Ui, không có thêm được đá quý anh em ơi. Còn lại là 552 kim cương à? Ok, chơi luôn. Tiếp tục quay nữa anh em ạ. Mình sẽ quyết tâm quay bằng được cái gói Hồng Nhan. Quay thử lại coi nào. Anh em yên tâm nha, mình sẽ cố gắng quay được cái gói Hồng Nhan. Tất cả chúng ta cần là cần 5 đá quý, với lại 2 cái bản thiết kế. Bản thiết kế thì mình đã có tận 5 rồi cơ, nên là mình sẽ phải kiếm thêm 3 đá quý nữa là ok. Ui, trời ơi, quay toàn ra mấy cái đồ không đâu vậy. Đá quý nào anh em ơi. Thứ tôi cần là đá quý cơ mà. What the hell. Cái đậu xanh, nó toàn trúng vào vé quay kim cơ anh em ạ. Đá quý khá là khó quay. Ơ kìa, ra đá quý luôn nào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Ui, chỉ là 800 vàng mà thôi anh em ơi. Đây là vé cuối cùng của mình này. Đá quý đi. Ui, vẫn chưa mở được đá quý. Ây à, cái bộ Hồng Nhan này nó cần là 5 đá quý cơ. 2 bản thiết kế thì mình đã có tận là 5 bản thiết kế rồi thì phải anh em ạ. Mình sẽ không báo lên anh em ơi. Nạp thêm tiền vào để quay anh em ạ. Ok anh em ơi, và mình đã quay trở lại. Hiện tại thì mình đã nạp thêm 100k vào, và số lượng kim cương của mình là 1082 kim cương. Nào anh em ơi, chuẩn bị quay thế nào. Đây, như quyết là mình sẽ quay đủ được 5 đá quý và đổ cái gói Hồng Nhan luôn nha mọi người. Úi dồi ôi, cái thứ tôi cần là đá quý cơ mà. Còn lại 2 đá quý nữa là chúng ta có thể đổi được cái bộ trang phục Hồng Nhan rồi nha em ơi. Cố lên nào. Úi dồi ôi, có vẻ như là bây giờ kiếm đá quý hơi bị khó khăn. Mình có thêm được 2 cái bản thiết kế nữa,
Bây giờ là mình đã có tận 7 bản thiết kế. Nhưng mà đá quý trực 3 này. Ây à, đá quý đâu rồi? Úi giời ơi, vẫn chưa trúng đá quý anh em ạ. Khó khăn quá nhỉ. Đậu xanh. Chúng ta sẽ tiếp tục quay nào anh em ơi. Ui, gần trúng đá quý anh em ơi. Chứ còn là chưa trúng đá quý cay thật. Ok, đã có thêm được một cái đá chế tác nữa. Ngon. Anh em ơi, cố quay để lấy thêm được một đá chế tác nữa nào. Ấy không trúng hả? Quay về 5 luôn. Đá chế tác nào mọi người ơi. Đậu xanh. Không có trúng đá chế tác này. Cay vậy. What the hell. Thử lại này. Thôi xong anh em ơi, lại chuẩn bị hết kim cương rồi. Như này thì hỏng hết cả bánh kẹo rồi anh em ạ. Ui, mình sẽ thử lại thêm một lần nữa. Đá chế tác nào anh em ơi. Ơ kìa, đậu xanh. Thôi xong rồi anh em ơi, lại hết kim cương rồi. Đây, và mình vẫn cảm giác là rất là thích cái gói hồng nha này. Và anh em yên tâm nha, mình sẽ nạp thêm kim cương vào để quay cố gắng kiếm thêm đá quý và đổi cái bộ trang phục hồng nha luôn. Hello anh em, mình đã quay trở lại và hiện tại thì mình đang có là 1072 kim cương. Quay nào anh em ơi. Chúng ta hãy cùng hóng nào. Mình sẽ kiếm thêm đá quý này. Ê, vẫn chưa đợi anh em ơi. Úi dồi ôi. Toàn là ra về quay kim cương thôi à? Cái thứ mình cần là đá quý cơ mà. Chỉ cần một viên đá quý nữa thôi anh em ơi. Cố lên nào. Cái đậu xanh ra đá quý đi mà. Quay về năm này. Cầu mong là lần này nó sẽ ra đá quý. Ui. Ok ok. Ngon rồi nha mọi người ơi. Vậy là mình đã có được viên đá quý thứ 5 rồi. Quá đã anh em ạ. Vào luôn và đổi cái bộ trang phục hồng nhan nhỉ. Sao phải ngại. Đây rồi anh em ơi. Đổi luôn. Úi dồi ôi, nhìn yêu quá cơ mọi người ạ. Gói hồng nhan này trông rất là đẹp anh em ạ. Chắc bị nhanh luôn. Úi dồi ôi, sexy quá nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.